Chuyên mục đọc bình luận của khán giả hả mọi người, gửi về cho kênh Minh Sài Gòn về cái vụ của S Tường Lam. Đây một cái bình luận rất là dài, mình phải lấy cái điện thoại em coi mới được. Theo mình thấy và nhận biết được thì vụ này giống như vụ của cô Nguyễn Phương Hằng. Vụ này livestream nhiều hơn gấp mấy lần Nguyễn Phương Hằng nữa, nhất là kênh Khoai Lang Sài Gòn đó, và cái kênh Gió nửa mùa, em tạm gọi vậy ha, em không có nhắc tên chính của mấy cái người đó vô trong kênh em nữa, không có nhắc chính xác nữa đó, em không thích. Thì suy ra cái những cái người này á vào trong cái tù ở là chắc, thì ở tù còn lâu hơn cô Nguyễn Phương Hằng và những cái người khác nữa. Thì nói về cô Nguyễn Phương Hằng, em là cái người rất là thích cô Nguyễn Phương Hằng, rất là yêu mến, là cái người hâm mộ của cô luôn. Lúc nào đi ngang nhà cô thì em cũng ngồi lại đứng đó một chút em mới đi. Rồi á, có nhiều hôm em đi làm về mệt em ghé đó đó, thì em ngồi đó em ăn cơm, mua cơm ăn ở đó luôn, mua cơm ngồi ăn luôn mọi người. Thì á, rất là thương cho cái cô Nguyễn Phương Hằng. Về cái vụ của cô xảy ra thì những cái người xấu á, nói biết sao không, cô Hằng cô biết được, cô là cái người trong giới nghệ sĩ chính trị, cô biết được những người đó như thế nào thế nào, nhưng những cái đó là nằm ở trong tối và chưa được đưa ra ngoài xã hội, chưa có ai biết được, chưa có ai biết được, chưa có cái cơ quan chức năng nào hay là nhà nước hay là cái pháp lý nào hay một bài báo nào viết lên những người đó ăn chặn từ thiện, những người đó như thế này như thế nọ. Mà cô Hằng cô vào cuộc, cô nói á, cô kêu tên mấy người đó thì mấy người đó nói bà có bằng chứng không, có báo chí nào không, có video nào nói từ tụi tôi ăn chặn từ thiện tôi này nọ không, đó bà không được thì tôi thưa bà. Thì cô Hằng bị nghệ sĩ thưa là về cô Hằng ngồi tù là như vậy, mặc dù nghệ sĩ có mấy cái đó thiệt, cô Hằng biết thiệt, người dân đôi khi người ta cũng biết luôn, nhưng mà không ai dám nói lên, cô Hằng nói lên thì không có bằng chứng nào hết, thì cô Hằng bị, giờ cô Hằng đi 3 năm. Thì bây giờ là mình rất là thương cô Hằng nha, không có ai, clip này không có nói xấu cô Hằng, nhưng mà mình mượn cái câu chuyện của cô Hằng để nói cho mọi người biết những người YouTuber đang làm bây giờ á, với lại những cái cô chú anh chị mà đang làm clip ăn theo, những cái kênh nhỏ đó muốn làm theo cái vụ này để kiếm tiền, bật kiếm tiền YouTube á, làm theo. Rồi những cái cô mà sư cô trong chùa đâu á đang tu á cũng làm theo lên tiếng này nọ luôn, mà nói tiếng nói đúng thì không sao, mà nói sai thì gia đình sẽ vào cuộc, gia đình sẽ vào cuộc thì gia đình sẽ khởi kiện. Là bữa nay thì có cái kênh Độc Lập Bình Dương quay á, thì người ta bảo vệ hình ảnh của bé thì người ta sẽ khởi kiện, hoặc là nhà nước thấy cái vụ việc này nó đi quá xa, bên hội phụ nữ, bên bảo vệ trẻ em á cũng vào việc đó, vào cuộc, thì mọi người sẽ thấy là như thế nào, mọi người nghĩ là như thế nào đó. Tại vì một cái đứa hình ảnh một đứa nít bị làm như vậy, đưa nhiều nơi như vậy đó, mặc dù không biết là gia đình đúng hay không, sai hay không, và con nít như thế nào mà mọi người đang như vậy, là mọi người đang vi phạm cái pháp luật, là lấy hình ảnh người ta phát tán đi tùm lum mà chưa được sự cho phép, cũng như nói ra nó vô nó xấu làm ảnh hưởng tới gia đình người ta đó mọi người. Đấy là cái thứ nhất ha. Đó, đôi khi nhà nước thấy quá căng thẳng, người ta cũng mời lên triệu tập những YouTuber đã từng làm vô cái vụ này, thì cũng có mời em. Thì em thì là em thì em không có nói xấu, em có nói tốt. Nếu có mời em lên thì em cũng làm việc đó, làm việc. Còn nếu mà gia đình mà khởi kiện em, không muốn em làm vào cái vụ này nữa hay như thế nào thì em cũng chịu luôn, em cũng chịu trách nhiệm luôn. Nhưng mà em thì em nói tốt, em cũng không sợ. Tại vì chừng nào lấy hình ảnh của ta đi làm gì đó mới sợ, làm cái gì đó sai trái mà nó dính tới pháp luật thì em mới sợ ha mọi người. Đó, clip này em cũng không muốn nhắc tên cũng mấy cái kênh nào hết, để khán giả bình luận thôi. Thì em nói là Khoai Lang Sài Gòn, không biết có kênh YouTube nào hay là có ai tên Khoai Lang Sài Gòn hay không thì em cũng không biết. Có không biết có ai nào tên là Gió Nửa Mùa hay là kênh YouTube nào tên Gió Nửa Mùa hay không, em cũng không biết. Hay là có cái gì đó tổ chức gì hay tên đó thì em cũng không biết. Đó, muốn hư muốn kiện em cũng khó, hoặc là nói này nói nọ em cũng khó lắm. Em cũng không có chửi ai, từ bữa nay em cũng không có chửi ai. Thì quay trở lại vấn đề chính lần nữa. Đó, những cái kênh đó đen giống cô Hằng. Đó, không biết là bên nhà của bé Tường Lam á, hay là mẹ Tường Lam á, đâu có ăn từ thiện gì đâu, hoặc là có từ thiện vô hay không thì cũng không biết. Nhưng mà phải đưa ra được cái bằng chứng nha, video hoặc là báo chí biết được là bên nhà của Tường Lam từ thiện này nọ ăn chặn hay là như thế nào đó, sai cái gì đó, cũng giống như cô Hằng phải đưa ra bằng chứng nghệ sĩ ăn chặn này nọ, phải có video hoặc là có cái bài viết hoặc là bài báo gì đó
nói nghệ sĩ ăn chặn hoặc là nói bên Tường Lam ăn chặn này đó nha. Thì cô Hằng mặc dù cô nói đúng ai cũng biết là có nhưng mà không có được chứng minh cụ thể thì nghệ sĩ người ta khởi kiện là cô đang ngồi tù trong đó 3 năm đó. Rồi hiện tại mấy kênh YouTube khán giả này của mình vẫn là Khoai Lang Sài Gòn, Khoai Lang Sài Gòn với lại Gió Nửa Mùa thì hoặc là những cái kênh khác nữa đang lợi dụng hình ảnh của người ta lên mạng nói xấu xuyên tạc nó này nọ, người ta không có mà nói người ta có ép người ta thì có thể là những cái kênh đó hoặc là những cái người tham gia có thể bị khởi kiện hoặc có thể là đi lâu hơn. Con Nguyễn Phương Hằng trích được một cái bình luận của một cái bạn khán giả đó là Dương Khoát, rồi cái số sau em không có đọc số series nha. Rồi rồi clip kết thúc tại đây, tự mọi người bình luận, tự mọi người hiểu ha mọi người, rồi như thế nào cái buổi như thế nào để em không có nói sâu vô nữa đó, để cho mấy kênh YouTube mà muốn làm hiện tại đang muốn làm mà ăn theo á thì cũng nên suy nghĩ kỹ khi mình làm cái gì đó trên mạng, để đừng có để dính tới pháp luật là mệt lắm đó. Mình không có bằng chứng cụ thể, mình không có ép người ta vô được, giờ cũng không có nói là mẹ bé sai hay bé sai hay là như thế nào sai nữa, mà giờ nó dính tới pháp luật là mệt, nó hơi căng. Còn gia đình có khởi kiện hay không là do gia đình, còn mà cứ cái vụ việc này mà nó đi xa quá thì á nhà nước chính quyền người ta có quyền vô, người ta vô cuộc, mà em nghĩ là vô cuộc trước có thể là hội phụ nữ bảo vệ quyền trẻ em đó, bảo vệ nhân viên, những hội bảo vệ nhân quyền bảo vệ trẻ em với lại lực an ninh mạng đó, người ta vô cuộc thì mọi người mệt nha. Thôi clip này em làm ngắn thôi, ok bye bye.